Rồi, em gái giới thiệu về mình trước đi em. Dạ, con chào cô Cát Tường, chào chú Nguyên Linh và chào bạn Linh Cạnh và chào tất cả các bạn có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em tên là Ngô Thị Hồng Đào, em 24 tuổi. Hiện tại em đang công tác tại phòng khám quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Em đến từ Long An. Trong ngôn tình yêu của em là yêu là nỗ lực mà có chứ không phải mà ngồi chờ duyên phận. Và đó là lý do em tham gia chương trình ngày hôm nay. Và hy vọng ngày hôm nay tình duyên sẽ đến với em. Dạ. Mình làm công việc gì trong phòng khám? Y tá. Y tá. Dạ. Rồi. Mời bạn trai giới thiệu. Dạ em chào anh Nguyễn Linh, chào chị Cát Tường, chào bạn nữ bên kia. Dạ em chào tất cả quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Hoàng Em, năm nay em là được 33 tuổi. Em đến từ mảnh đất cuối cùng của Tổ quốc Việt Nam mình là Cà Mau. Hiện tại em làm công việc là kinh doanh về thiệp cưới. Em làm việc là sinh sống ở Sài Gòn. Em có điểm yếu và điểm mạnh như thế nào? Điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng, em biết quan tâm đến người khác. Các môn tú lâu tường thì em không có tham gia, nhưng là em có uống rượu bia được, thì nó là xã giao thôi. Khuyết điểm của em là hơi nhạy cười, thì có thể đó là cái điểm yếu của em. Nhạy cười nó có gì đâu yếu. Nhạy cười thì mọi người nói là hơi dễ dãi, nhưng em không có bị dễ dụ. Ưu điểm, khuyết điểm của bạn nữ là gì? Em vui vẻ, hòa đồng. Vui vẻ, hòa đồng. Biết tiếng Anh biết hát Biết hát luôn. Dạ. Rồi bây giờ hát đoạn gì cho thay đổi không khí cho xôm lên chút coi. Hôm nay em rất vui cho chương trình với một bài hát là Miền Tây Quê Tôi Miền Tây Quê Tôi, hát lớn lên nha. Miền Tây quê tôi ai về ai nhớ ai thương, vừa qua Long An chờ đào hương lúa Cộng Dương, Tiền Giang Mỹ Tho Cái Bè Gò Công Tân Phước, rạch miếu xây cầu đường về Bến Tre gần hơn, đường đi Vĩnh Long không còn những chuyến xa xưa, xe tải bon bon trên tàu Mỹ Thuận gió đưa, Trà Vinh Trà Cú đón chào mời nhau bánh tét, xa đét rằng người yêu dấu thấp mười chạm chiếc. Bạn nam đâu? Mình cũng dân miền Tây đúng không? Dạ. Rồi đáp lại một bài hát liền. Thì em xin tặng Nguyễn Linh, chị Cát Tường và bạn nữ bên kia, tất cả quý vị khán giả bài đậm chất miền Tây quê em là Anh Mặc Khía. Rồi. Anh Ba Khía quê ở Cà Mau, cuộc sống lâu nay đơn sơ mà chan chứa chất phác thật thà, bao kẻ mến người thương, nơi xứ xa về đây ai cũng nhớ tình đẹp miền Tây. Anh Ba Khía nhà quê tuy nghèo nhưng dạ sắc son, độc thân vui tính, cô đơn nhưng chẳng buồn. Vậy xin hết ạ. Rồi, hai giọng này kết hợp nhau là ngon lành, hát ổn luôn ha. Rồi, coi như vô làm tiệc cưới luôn được rồi đó ha. Rồi, bây giờ đó là ưu điểm đúng không? Còn khuyết điểm của em là gì? Khuyết điểm của em mù đều nè. Em hơi thẳng tính nè, giờ mít ướt à. Mít ướt? Nhưng mà đó là lúc trước nè, giờ em đỡ rồi. Chứ mỗi lần mít ướt khóc rồi ai dỗ? Dạ không ai dỗ, tự mình nè. Tự khóc, tự nín. Có bồ thì lâu lâu mình nhõng nhẽo, mình khóc với bồ mình dỗ mình được ha. Dạ. Tình trường thì sao? Có mấy mối tình nè em? Dạ, em trải qua 2-3 mối tình. Hai hay ba? Dạ, 2-3. Dạ, mối tình sâu đậm nhất thì gần đây, cách đây năm mà. Một năm, mình quen nhau bao lâu? Dạ, 6 tháng. Có 6 tháng sâu đậm rồi đó hả? Lý do dạ, tại sao? Vì hầu như những cái lần trước em quen thì nó không có được dài, khoảng giống như nó có khuôn mà chuyện tháng, 2 tháng là chia tay. Kỳ vậy? Dạ. Mối tình 6 tháng đó là dữ nhất rồi đó. Dạ. Lý do sao chia tay? Dạ, do em bận rộn mà anh kia cũng vậy, không có thời gian quan tâm cho nhau. Rồi bây giờ nếu có bạn trai thì mình có thời gian dành cho bạn trai không? Dạ em cố gắng sắp xếp à. Cố gắng sắp xếp ha. Một lát nữa mình thử mình trao đổi với bạn trai bên kia về cái giờ giấc đi làm coi làm sao ha. Dạ. Rồi tình trường bạn trai làm sao? Dạ thưa chị, em có trải qua được 2 mối tình. Mối tình đầu tiên thì đó là mối tình thời học phổ thông thôi, đó là thời tuổi học trò. Còn cách đây khoảng 2 năm thì em cũng có quen một bạn nữa, thì do nó không hợp. Lý do không hợp chỗ nào em? Do bạn ấy thì ở tỉnh miền Trung, rồi em miền Tây, thì do cái ngôn ngữ rồi cách sống nói chung là nó cũng không hợp nhiều thứ. Bạn ấy cũng còn nhỏ tuổi nữa, do bạn này hơi bảo thủ, thì dù gì em cũng lớn tuổi hơn bạn đó, nên là em cái kinh nghiệm sống của em thì có thể hơn bên đó, nên là có cái em thấy bạn ấy không đúng thì em chia sẻ, thì bạn ấy lại cho là em lên lớp hoặc là dạy bảo này kia, nên là bạn em thấy hai người không hợp nhau. Bây giờ bạn nữ bên đây là sinh năm 94 á, cũng nhỏ tuổi hơn bạn nam khá khá đó. Bạn nam có ngại không?
Dạ không à chị. Hơi nhõng nhẽo đó, hay khóc đó, có dỗ được không? Dạ cái mấy vụ đó em làm được. Rồi bây giờ mẫu người bạn trai em muốn tìm là như thế nào? Mẫu người bạn trai em tìm là... Hỏi thử. Anh ơi, em có cao trên 1m7 mà. Anh có 1m65 em ơi. 65 là cao hơn em chắc cũng được. Rồi, gì em không thích người gia trưởng à. Anh cũng không có gia trưởng à. Em thích mẫu người của gia đình á. Và tâm lý à. Anh biết quan tâm và chia sẻ. Chứ anh cũng biết làm các công việc nội trợ. Có mới nói nha. Rồi hết chưa, còn yêu cầu anh có thích bạn gái biết nấu ăn không nè? Anh rất thích là bạn gái có nếp sống vừa truyền thống vừa hiện đại. Ví dụ như truyền thống là khi về thì là nó là một người phụ nữ của gia đình, biết nấu ăn, biết chia sẻ đến chồng con. Còn khi ra đường thì biết giao tiếp, biết cách nói chuyện với mọi người, biết cách ăn diện với mọi người. Được không em gái? Dạ được ạ. À. Được rồi ha. Anh ơi em thích trà sữa lắm, anh có mua cho em uống được mà. Trà sữa là em, anh cho em uống thoải mái. Hầu như là một tuần em sẽ uống 2-3 lần. Nên em uống nhiều trà sữa em hơi tròn tròn, anh ấy chấp nhận được mà. Dạ được anh, tròn tròn. Về nó pha bình trà với hộp sữa, nó cứ để thế nó chơi. Nó uống từ sáng đến chiều luôn. Nhõng nhẽo nhưng mà có ghen không nè? Dạ có. Ghen ít anh. Thứ mà nhõng nhẽo mà ghen là mệt lắm nha. Bây giờ em hình dung cô gái bên đây như thế nào? Cách nói chuyện thì em thấy cũng hiền, dễ thương. Dễ thương thì có nhưng mà chưa chắc hiền nữa nha. Chú ơi, cháu bây giờ chú đem cái này chuyển sang bạn bên kia đụng chú. Cái này là gì đây? Ăn nha con. Con ơi, chú biết ăn cho bạn trai hả? À con làm đây đúng không? Dạ. Nè bạn gái làm món này nè, món gì đó không biết, nhìn không biết. Đây là cá, cá chiên làm xong chụp hình đó. Đây là món gì? Mướp. Mướp xào tỏi hay gì nè? Sai rồi chú ơi, đó là cà chú. Này mà ai mà nhìn ra cà tím mơ hành, tôi thua gì cũng thua chứ. Không có màu tím hả? Không ngọt vỏ nên nó phải mất màu tím chú. Do chụp nó hơi bị mờ nên là nhìn nó cũng món không này, có món này món trứng gì? À món đó là món cá, cá, cá với đậu hũ. Trời ơi chú ơi, chú. Ông nào nói cá. Thay đổi tư gì đó. Đây là sáng tạo, làm món mà tao biết món gì. Vậy mới hay chú. Đúng rồi. Vì là món mà người ta nhận ra là nó bình thường. Chính xác, nhận không ra thì ăn cũng có thể không được. Bậy rồi, bậy rồi. Cái gì mà thì chứ chê nhà gái tu dữ vậy không biết nữa. Người ta có lòng người ta nấu ăn cho là hay lắm rồi. Dạ, được không? Bây giờ dám ăn được mấy món đó không? Dạ được, em dễ ăn lắm, gì em ăn cũng được hết. Nếu bạn đặt hết cái tình cảm vào món ăn thì em sẽ ăn. Cái model này là model kiểu gì đây? Sao nó dựng dữ vậy, giống như lúa vô mùa gặt vậy? Đưa lại món ăn tôi coi, cái gì mà ông mai ông chê dữ vậy, cái tóc này nhìn. Trời ơi, hoàng rapper em tôi tóc cũng như vậy mà nó còn thua ông này nè, ông này còn dựng hơn hoàng rapper nữa. Chị nhìn ra không? À, ăn được, được rồi. Khổ ghê, trả lại con về con chụp lại cho nó đẹp. Bây giờ hỏi bạn gái nè con, có thích bạn trai đeo mắt kiến không? Dạ có chút, nhưng mà con thích bạn trai có năng khỏe hơn. Dạ. Ông nhăn răng ra coi. Thằng có chưa? Nó khẩn đều hết trơn. Mà chị vẫn thắc mắc ai thiết kế cho em đầu tóc đó vậy? Thiết kế cái gì? Tại người ta thấp, người ta để tóc cho nó. Giống như bên đây bạn nữ quốc đôi dài một tóc thì mình cũng chơi cái máy một tóc không? Thấp á, chơi đôi dài cao, tóc lên để đứng đo. Thiệt là model quá xá luôn à. Lấy về ở đâu em, mình có làm dâu không? Hiện tại thì em lập nghiệp ở Sài Gòn thì chắc em có thể sống ở Sài Gòn. Rồi thôi chị hiểu rồi. Anh này là hơi fashion nha, em có thích mô đen không? Con chỉ thích là kiểu mẫu người cao cao, mặc sơ mi trắng hoặc là quần tây thôi. Có sơ mi trắng này chứ bộ. Giấu. Rồi, tức là hai bên trò chuyện nhau rồi mình khảo sát người thân có ý họ sao nha. Hôm nay mình đi với ai? Dạ, con đi với chị họ. Đầu tiên em xin chào anh Huyền Linh cũng như là chị Cát Tường, hai bạn chơi cũng giống như là khán giả có mặt ngày hôm nay. Nãy giờ mình xem qua cái cách trò chuyện của hai bạn thì mình thấy bạn nam có vẻ như là nhút nhát, không thuyết phục được với Đào. Còn Đào thì nó rất là nhiệt tình. Cái tính nhiệt tình của em nó thì đâm ra cho những cái bạn nam nhiều khi cảm thấy sợ. Nhưng mà thật sự là em nó rất là tình cảm. Cho nên là hy vọng rằng là qua cái cuộc hôm nay thì hai bạn có thể là có một cái chút gì đó chia sẻ với nhau, thông cảm với nhau. Rồi, cảm ơn. Em có đi với anh, với chị Siếp em, với anh hai của em. Rồi anh hai ruột đó hả? Dạ. Trước tiên thì em chào anh Quyền Linh và chào chị Cát Tường và kính chào tất cả quý vị trong khán phòng mình hôm nay. Thì em là anh trai ruột của Hoàng. Nhìn chung cái em gái bên đây đó thì nghe hai em nói trò chuyện thì em thấy là hai em nó cũng hợp với nhau.
Còn riêng về Hoàng á, thứ nhất á, Hoàng sống á, thì từ nhỏ thì sống chung gia đình nhưng mà rất là nội tâm. Anh cũng nói với em gái là em cứ an tâm về cái công việc mà trong gia đình. Hoàng là người anh có thể nói là rất hoàn hảo trong gia đình. Anh chỉ nói ít thôi, rồi còn lựa chọn á, thì theo anh nghĩ là hai đứa lên đây đó là một cái duyên rồi. Thì còn cái nợ thì hai đứa coi cái tìm hiểu, thì nếu mình được á thì gia đình cũng sẵn lòng là năm sau là sẽ tiến hành cho hai đứa. Vậy dạ. Thôi, em cảm ơn. Dạ, đây là tấm thiệp do chính tay anh làm, thì cũng đúng ngành nghề của anh. Thì đây là tấm thiệp bà muốn hẹn hò. Thì nếu bạn em có chấp nhận bấm nút với anh thì em sẽ cái điền cái tên của em vô đây. Anh đã điền cái tên anh vô đây. Dạ, em cũng có món quà em tặng anh nè. Đây là món quà em tự làm. Khéo tài quá. Ở đây là món quà em giải thích tiếp món quà em ha. Nó có ba ý nghĩa. Hôm nay em với anh gặp nhau ở đây là cái duyên rồi. Em mong là mình cho nhau một cơ hội. Ý nghĩa thứ hai là em tặng anh một chiếc chìa khóa. Thứ nhất là mong là sự bằng sự chân thành và sự ấm áp, anh có thể mở cửa cho tim em. Và nếu mà tiến xa hơn nữa thì chúng ta xây cho nhau một cái nhà. Trong cái nhà thì dĩ nhiên là không thể thiếu những cái bữa cơm gia đình. Tuy là em nấu có vẻ là giống như chú nói không được, nhìn không ra món, nhưng mà em sẽ cố gắng à. Em cảm ơn. Dễ thương quá trời luôn. Rồi ơi, bạn dạ, anh cảm nhận về nhau về em như thế nào? Thì kéo em bức màn thì anh thấy em nói chung là dễ thương. Dạ. Nhìn cũng hiền. Dạ. À, thời gian rảnh thì thường thường anh làm gì ạ? Anh rảnh thì anh cũng thường ở nhà. Còn khi mà nào mà bạn bè ngủ đi ăn uống này kia thì anh đi thôi chứ. Tại vì đi làm thường anh cũng đi làm ngoài nhiều á, nên là cũng ngán công việc đi ngoài. Dạ. Vậy là hiện tại anh đang ở quận 12 ạ? À, không, anh thì anh ở quận 6. Còn em? Em làm thì em làm ở Tân Bình ạ. Tân Bình. Em ở thì em ở quận 8. Rồi, quận 8 thì cũng gần anh. Dạ. Em hướng là bao lâu nữa em mới lập gia đình được? Em, nếu mà em yêu thì em sẽ cưới. Không quan trọng thời gian, nếu mà tìm hiểu được thì 6 tháng em sẽ cưới. Tại vì anh là tuổi năm nay anh 33 thì gia đình nói tuổi 33 là không nên kết hôn thôi. Chứ còn qua tuổi đó thì gia đình sẵn sàng. Dạ. Hẹn hò được đó, thì em có thể sắp xếp là một tuần mình có thể gặp nhau được mấy lần? Dạ, chắc khoảng lần hai lần. Tại vì tối em còn đi học nữa. Sau này lấy nhau về kinh tế trong gia đình ai quản lý? Thì thường kinh tế thì người vợ thường quản lý rồi chị. Mình nhớ quản lý chiều em mới thích để em cà phê rồi với bạn bè được. Rồi bây giờ bạn nam đứng lên đi, tiến tới bạn nữ cho mạnh mẽ, thấy thấy bạn nam xìu xìu xìu. Biết giới tính có rõ ràng không nữa, đứng thẳng lên. Tiến tới, nắm tay bạn nữ nói một câu gì đó cho nó thuyết phục. Để quyết định người ta có bấm nút hay không. Chắc anh em cho phép anh nắm tay. Cuộc đời anh là một đường dễ thẳng, nếu gặp em anh chấp nhận dễ ngang. Bạn gái thấy được chưa? Dạ được. Rồi được rồi thì rút tay lại. Vì cuộc đời anh là một đường đi thẳng, mà gặp em thì... Cuộc đời em là một đường đi thẳng. Rồi gặp em thì sao? Anh chấp nhận rẽ ngang. À, anh chấp nhận rẽ ngang. Nãy giờ đó là ít phút chúng ta trò chuyện với nhau ha, để phần nào cảm nhận được nhau. Nếu trái tim chúng ta rung động thì chúng ta hẳn bấm nút. Nếu chúng ta cảm thấy đối phương không phải là người mà ta đang tìm kiếm thì không bấm. Rất thiêng liêng nhé, suy nghĩ thật kỹ. 1 2 3. Hết thời gian. Mời em. Hồi nãy nói làm sao, nếu mà em đồng ý bấm nút thì em ký vô cái thiệp này hả, hay làm sao? Hôm nay có một sự trùng hợp là bên nào cũng thiết kế cái chương trình bạn muốn hẹn hò vô hết. Em hãy dùng cái chìa khóa này mở trái tim của bạn gái. Bạn gái nói đó. Rồi một chút xíu xuống là kêu bạn gái ký tên đóng dấu vô luôn nha. Đây là... Thôi anh giới thiệu bản thân mình với cả chương trình nha anh nhé. Anh giới thiệu đầu tiên là về các thông tin cơ bản như là tên tuổi này, công việc hiện tại này, nơi ở của anh là ở đâu. Rồi giới thiệu về tính cách của bản thân. Rồi mời anh ạ. Chào em. Tên là Nguyễn Minh Đức. Sinh năm 1991. Hiện ở địa chỉ luôn em, địa chỉ chính xác không? Rồi, anh chỉ cần nói là hiện tại anh đang ở đâu thôi ạ? Ở quận 3, thành phố Hồ Chí Minh em. À rồi, anh Đức là làm công việc gì anh? Anh chủ động giới thiệu về bản thân mình anh nhé. Anh là nhân viên văn phòng,
Hiện tại thì anh sống với gia đình là mẹ. Anh Đức chia sẻ thêm về bản thân đi ạ. Anh Đức làm nhân viên văn phòng là ở mảng nào anh? Anh làm mà làm văn phòng về giấy tờ ấy, cho nhận hồ sơ. Rồi cho anh xin anh Đức một phút ạ. Các bạn có lần thêm lại cho chị là gì đó. Bạn khác đang vào cuộc gọi kìa. Anh đi qua đi khác ra khỏi chương trình giúp em nhé. Chúc chương trình gọi lại anh. Rồi anh Đức ơi, anh tiếp tục được rồi ạ. Cái này là chương trình đang muốn test mình về cái vấn đề là mình ứng xử, mình giao tiếp như thế nào, mình có phù hợp để lên hình hay không. Thế nên là mình chủ động giới thiệu về bản thân giúp em nhé. Thì anh là tính cách thì anh thấy là anh một người hướng nội, vui vẻ, hòa đồng, ít nói. Rồi anh Đức... chia sẻ về chuyện tình cảm của bản thân đi ạ. Thì anh đã từng có một mối tình năm khoảng 25 tuổi, khoảng một năm em đã chia tay rồi. Lý do vì sao mình lại chia tay thế ạ? Thì bạn gái đi nước ngoài. Từ đấy đến nay thì là mình có tìm hiểu thêm ai không anh? Có tìm hiểu nhưng mà chỉ mức tìm hiểu em, chứ không có một tình nào tìm hiểu. Hiện tại là cho em xin lại cái thông tin vì nãy là cái đường truyền không tốt nên không nghe rõ, là không biết mình đang làm ở mảng nào anh nhỉ? Anh làm nhân viên văn phòng giao nhận hồ sơ ấy em. À rồi, rồi anh Đức muốn chương trình tìm cho mình một người như nào ạ? Thì anh muốn một người bạn gái dễ nhìn, hiền lành, mẫu người của gia đình em. Biết tôn trọng chung thủy. Rồi em có tài lẻ gì không Đức? Em hả? Em tài lẻ thì khai thác gì được không vậy đó? Làm thơ, làm bánh gì đó. Thể thao, đi du lịch. Thể thao, đi du lịch. Nghe thích nghe nhạc, xem phim. Dạ. Đi làm từ thiện. Hát được không? Hát thì biết hát thôi chị. Có tài lẻ thì mình thể hiện ra luôn đi chị, xem thử coi nè. Tài lẻ hả? Hát vài câu đi em, rồi bắt đầu. Người yêu ơi có biết anh nhớ em nhiều lắm. Rồi được rồi. Rồi được rồi. Ok, em cao okay. Bao nhiêu ấy Đức? Em cao bao nhiêu ấy Đức? Em cao bao nhiêu? Em cao bao nhiêu? Rồi được rồi, nếu mà được chọn chương trình liên lạc với mình nha. Rồi, cảm ơn nha. Dạ mình xong rồi đó. Dạ mình xong rồi đó. Kết thúc giúp em đi anh. Ủa sao cái tiếng bị vang vậy? Anh Yên ơi. Anh Yên ơi. Anh để cái này có định mặt giúp em nha. Dạ rồi, em mời mấy chị. Rồi xin mời. Hiện tại em đang làm nhân viên nấu ăn, nấu chủ yếu là nấu nhà hàng và nấu tiệc các chị. Rồi anh Long giới thiệu về bản thân mình, về tính cách này, ưu nhược điểm cho chương trình biết nhá. Tính cách thì em hơi nhút nhát các chị. Với lại chung là gọi là hơi thẳng tính,
anh nhiệt tình, thật thà. Còn nhược điểm thì là hơi nóng tính. Rồi, nóng tính là nóng tính như nào anh? Dạ, dạng cục xúc á. Rồi, anh Long là anh chia sẻ về chuyện tình cảm của mình đi ạ. Đã từng yêu ai hay là từng kết hôn chưa ạ? Dạ, chưa từng kết hôn, mà trước đây thì em có quen một người nhưng mà cũng chia tay lâu lắm rồi. Chia tay khoảng 4 năm nay chưa có quen ai nữa. Lý do vì sao mình chia tay thế ạ? Dạ, vì thời điểm đó thì bạn em đi nước ngoài. Thế rồi là anh Long muốn tìm một mẫu bạn gái như thế nào anh? Dạ, nói chung thì cũng không đòi hỏi gì hết, nó chỉ cần người đó đừng có quá vô tâm là được. Về độ tuổi này, rồi là quê quán, rồi là ngoại hình của bạn nữ thì sao? Độ tuổi thì tầm từ 30 tới 35 thôi. Còn ngoại hình thì không yêu cầu lắm. Rồi, bạn nữ ở xa một chút có mình có tìm hiểu được không anh? Hay là chỉ lên quanh thôi? Dạ có ạ. Rồi, anh Long có sở trường gì không ngoài nấu ăn ra? Sở trường thì em trước đây em cũng có học về quay phim và viết kịch bản á chị, nhưng mà sau này thì em không làm đó nữa. Sao lại không làm nữa, lại chuyển hẳn sang một nghề là hoàn toàn khác là nấu ăn thế ạ? Dạ, tại vì nghề nấu ăn là truyền thống của gia đình. À, là nhà mình có quán ăn hay sao anh? Dạ đúng rồi. Là hiện tại mình đang làm cho quán của gia đình luôn hay là sao? Dạ, quán của gia đình luôn ạ. Em ơi, em chủ động em chia sẻ đi em, ví dụ cái quán đó là quán gì, mình tự tin, mình đang phải chứng minh để cho tụi chị sẽ thấy được em có một cái sự sẵn sàng gì cho cái hôn nhân, tìm hiểu chưa ấy. Nên đừng có để hỏi, chị đang nghe biên tập hỏi từng câu rồi em trả lời. Tại vì em cũng hơi nhút nhát trong chuyện giao tiếp á. Mình phải tự mình chuyển tải chứ không có lên MC họ đâu có hỏi như tụi chị đâu. Và em phải tự trình bày, bây giờ em tự em nói về bản thân em đi, tại sao tụi chị phải chọn em. Em có cái điều kiện như thế nào cho cái việc sẵn sàng hôn nhân rồi. Đó. Mình chủ động mình nói đi chứ mình nhát lại một chuyện mà mình đang nói về bản thân mình mà có phải bắt em làm cái gì đâu mà em nhát. Hiện tại thì em cũng đang ở làm việc tại nhà. Nhà thì cái quán của em là nói chung là trước đây thì nó mở rộng quy mô như nhà hàng, thì sau này thì cũng thu nhỏ bớt lại kiểu như là quán đặc sản thôi, nhưng mà tụi em cũng vẫn nhận nấu tiệc cưới này kia rồi, thì chung thì công việc của em ổn định, thì thu nhập kinh tế hàng tháng cũng bình thường, thì sau này thì em muốn cần một tìm một người bạn gái để san sẻ chung là nỗi niềm thôi, chứ không đến nỗi là về công việc hay gì. Nói chung kinh tế thì tụi em thì rất là ổn, có thể lo cho được người ta, nên là với lại hiện tại thì em ở với mẹ em, thì ba mẹ em thì ba em mất rồi, cho nên là em cũng cần tìm người để về bầu bạn với mẹ em nhiều hơn. Đó, thấy chưa, tốt lên liền thấy không? Hỏi lắc ư, em biết em nói cái gì chứ em cứ phải trả lời theo kiểu mà nhát gừng thế thì không ai hiểu được em á. Rồi, ok, thế thì em có đạo gì hay không, và em mong muốn người bạn gái đó về bầu bạn là người như thế nào, tiêu chí của mẹ em có hay không, đưa ra luôn giùm chị. Em thì em đạo Phật trong gia đình. Bạn em thì nói chung là cũng không cần tiêu chí gì đâu, chỉ cần là một người đủ nhiệt tình, nói chung là biết lắng nghe, dịu dàng là được. Rồi, điểm em không thích ở bạn gái là gì? Điểm em không thích của bạn ở bạn gái thì em lại không thích những người cố chấp, bảo thủ. Nói chung là
không không có biết tôn trọng ý kiến lẫn nhau với chị. Em chỉ không thích điều đó. À. Rồi ok. Rồi chắc được, em có ca hát gì được không? Hay nấu ăn thì lên chương trình em có thể hiện được cái màn múa chảo hay là cái gì không? Dạ, nói chung thì em có ca hát được. Còn nấu ăn thì nói chung thì em chỉ ở cái mức là em nấu được thôi chứ không có phải biểu diễn được ạ. Rồi, vậy giờ chắc hát vài câu giùm chị ha, là xong cái phần casting của em nha. Dạ. Rồi, mời em ha, tự tin lên. Tại hôm nay em đang bị bệnh em cảm á chị. Có thể em hát là không hay cho lắm. Không sao, không sao. Ừ, cứ hát dạ. Đi. Tình yêu như món quà, khi có nhau đừng quên là từng vui khóc cùng nhau, mà cớ sao ta vội muốn cách xa. Tình yêu vỡ tan cứ quay đầu lại, phía sau xem ai đã đang kề cạnh ta lúc đó. Dạ em xin hát. Rồi em hay đấy, rồi được rồi, cảm ơn em ha. Dạ cảm ơn ạ. Rồi rồi chào em. Dạ anh bấm nút đỏ kết thúc cuộc gọi giúp em nha. Dạ dạ cảm ơn.